Minh Thúy xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Tình Đốn, Phát thanh từ Washington DC. Sau đây là tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump tiến hành tưởng niệm Mục sư Luther King trong lúc bị nhiều chỉ trích. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, tổng thống Donald Trump đã tiến hành lễ tưởng niệm vị mục sư da đen vào thời điểm mà tại Hoa Kỳ và trên thế giới nhiều dư luận nặng nề đã được dấy lên. Đối với những nhận xét về điều được coi là kỳ thị của Tổng thống Trump. Tổng thống đã đến một công viên quốc gia làm lễ tưởng niệm người từng có bài diễn văn trứ danh I have a dream vào năm 1963. Ông Trump đã làm cho cộng đồng người da đen nổi giận với ý tưởng là lãnh đạo cao nhất của quốc gia họ hiện nay là một người phân biệt chủng tộc. Tổng thống đã ra một sắc lệnh để thành lập một vùng chung quanh ngôi nhà nơi mục sư King sinh ra và trở thành một công viên quốc gia và đồng thời ký thêm một tuyên bố về ngày lễ của mục sư King 15 tây tháng Giêng hàng năm. Con gái của mục sư King là bà Bernice King cho hay, đây là điều tôi mong muốn Tổng thống Trump làm, đó là ông đừng dùng thuyết một cách không đúng trong ngày lễ. Nếu được như thế, tôi sẽ hãnh diện vào ngày mà Tổng thống Hoa Kỳ tưởng nhớ một sư King bằng cách không đưa ra những lời lăng mạ. Giới chức nhập cư Mỹ ngày 13 tháng Giêng tuyên bố sẽ nối lại việc tiếp nhận hồ sơ theo chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ, tức là DACA. Trong đó, bảo vệ hàng trăm ngàn thiếu niên nhập cư Mỹ bất hợp pháp khỏi bị trục xuất sau khi tòa án bác bỏ quyết định chấm dứt chương trình này của chính phủ. Cơ quan phụ trách vấn đề nhập cư và công dân Mỹ đã thông báo trên trang chủ rằng những người trước đó đã nhận được sự bảo vệ trong khuôn khổ chương trình DACA có thể xin gia hạn trước khi chương trình này bị xóa bỏ vào tháng 9 năm nay. Thông báo được đưa ra sau một tuần thẩm phán tại San Francisco ngày 9 tháng Giêng đã phán quyết giữ nguyên hiệu lực của DACA cho tới khi những tranh chấp chung quanh quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump được làm rõ. Theo phán quyết này thì chính quyền liên bang sẽ không phải giải quyết các đơn xin định cư mới của người không thuộc diện bảo vệ của DACA, nhưng phải giải quyết những đơn xin gia hạn của những người nằm trong diện bảo vệ của DACA. Hiện nay thì phe Cộng hòa và Dân chủ đang chạy đua với thời gian để cùng tiến tới một dự luật cuối cùng liên quan tới số phận hàng triệu người trong chương trình DACA trước ngày 19 tháng Giêng tới, thời điểm ngân sách liên bang sẽ hết hiệu lực lãnh đạo phe Dân Chủ Tiểu Số tại Thượng viện Chuck Schumer nhận định mọi thỏa thuận về DACD buộc phải là một phần của dự luật chi tiêu mới trước khi thời hạn trên kết thúc. Ngày 12 tháng Giêng thì các lực lượng quân sự Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mang tên là Iron First tại California. Đây là lần thứ 13 cuộc tập trận này được tiến hành cuộc tập trận kéo dài tới hết ngày 12 tây tháng 2. Với nội dung cứu hỏa và tấn công đổ bộ, hơn 500 binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ cùng khoảng 350 thành viên thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản cùng tham gia sự kiện này. Thiếu úy Tori Simenak, phát ngôn viên của đơn vị số 11 thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho biết đây là một chương trình huấn luyện thực tế và đầy thử thách với đối tác Nhật Bản để chuẩn bị tốt hơn cho cả lực lượng Mỹ và Nhật Bản, sẵn sàng đối phó và đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra ở Thái Bình Dương. Cuộc tập trận trên đã diễn ra trong bối cảnh những vụ phóng hỏa tiễn và thử nguyên tử của Bắc Hàn trong năm ngoái đã khiến cho Nhật Bản, Nam Hàn và Mỹ đặt trong tình trạng báo động. Tháng 11 năm 2017 thì Bắc Hàn đã phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, tức là ICBM mà một số chuyên gia cho là có khả năng vượt tới bất cứ nơi nào trên lục địa của Mỹ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tức là WEF, lần thứ 48 dự trù diễn ra trong các ngày từ 23 đến ngày 26 tháng Giêng 2018 tại Davos, Thụy Sĩ, sẽ đón số lượng quan khách khoảng 3.000 người, tương tự như con số của WEF Davos lần thứ 47 diễn ra vào năm 2017. Một số nghiên cứu của WEF tại Viện Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ cho biết, diễn đàn Davos vào năm 2015 đã đem lại 50 triệu quan của Thụy Sĩ cho kinh tế địa phương và 76 triệu quan cho kinh tế Thụy Sĩ. Trong năm tài chính 2015 đến 2016, thì WEF đã thu về khoản tiền là 228 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với 250 triệu Mỹ Kim. Tổ chức phi lợi nhuận này có khoảng thặng dư ngân sách hàng năm là 1.2 triệu Mỹ kim. Hồi cuối tháng 12 năm 2017 thì tòa Bạch Ốc cho biết, tổng thống Donald Trump sẽ đến Davos để dự diễn đàn kinh tế này của Thụy Sĩ. Dự trù thì tổng thống Donald Trump sẽ đến cùng với đoàn tùy tùng quy mô để nhắc lại lập trường về nước Mỹ trên hết, bảo vệ quyền lợi của nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động Hoa Kỳ. Trong chuyến công vụ Davos sắp tới, thì mục tiêu chính của ông Trump được dự báo vẫn là thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế của Mỹ thông qua các cuộc tiếp xúc với giới tinh hoa của thế giới. Theo giám đốc Grand Hotel Belvedere tại Davos, sự hiện diện của tổng thống Mỹ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thị trấn miền núi nhỏ bé này vì truyền thông thế giới sẽ đổ dồn về Davos trong thời gian mà ông Trump ở lại đây. Tờ Wall Street Journal vào ngày 12 tháng Giêng đưa tin, lục quân Mỹ đã tháo gỡ các camera an ninh được lắp đặt tại căn cứ Fort Leonard Wood tại tiểu bang Missouri. Sản phẩm này do một công ty nằm dưới sự chi phối của chính phủ Trung Quốc chế tạo. Hành động trên diễn ra sau khi Wall Street Journal công bố thông tin về sự xuất hiện lan tràn của các thiết bị an ninh do công ty Hikvision sản xuất. Đây là công ty chế tạo camera an ninh lớn nhất thế giới với 42% cổ phần do chính phủ Trung Quốc nắm giữ. Đại tá Christopher Park, tham mưu trưởng tại căn cứ Fort Leonard Wood cho biết lục quân Mỹ không coi các camera này là mối đe dọa an ninh, nhưng vẫn quyết định tháo gỡ hệ thống này khỏi căn cứ nhằm loại trừ những nghi ngờ tiêu cực. Theo ông, những camera này đã bị tháo gỡ, chỉ được dùng vào việc theo dõi giao thông và tại các parking chứ không nên dùng để giám sát các khu vực an ninh nhạy cảm. Công ty Hikvision khẳng định các thiết bị của công ty này đều bảo đảm an toàn và chưa gặp bất kỳ cáo buộc nào cho rằng sản phẩm của hãng được sử dụng cho mục tiêu dò thám của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hikvision cho biết sản phẩm camera của công ty được tiêu thụ, phân phối toàn cầu đều áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ an toàn. Ngày 12 tháng Giêng thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch do một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và dân chủ đề nghị, trong đó bảo vệ người nhập cư dreamer khỏi bị trục xuất khi cho rằng kế hoạch này sẽ không cấp đủ kinh phí cho việc xây dựng bức tường biên giới miền Nam với Mexico, đồng thời gọi đây là một bước thụt lùi. Trên mạng xã hội Twitter thì tổng thống Donald Trump nhấn mạnh thỏa thuận về chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ, tức là DACA, trong đó Bảo vệ hàng trăm ngàn thiếu niên nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khỏi bị trục xuất của lưỡng đảng là một bước thụt lùi to lớn, do thỏa thuận này sẽ khiến cho nước Mỹ buộc phải tiếp nhận lượng lớn người dân đến từ những quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao. Bên cạnh đó thì ông đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống tính điểm dành cho người nhập cư, đồng thời nhấn mạnh mong muốn an toàn và an ninh cho người dân nước Mỹ. Trước đó một ngày thì nhóm gồm 6 nghị sĩ đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thông báo đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc nhằm giải quyết vấn đề an ninh biên giới, hệ thống sổ số thẻ xanh, tình trạng người nhập cư đưa thân nhân vào Mỹ và đạo luật truyền. Điều này đã được trình lên tòa Bạch Ốc trước khi đưa ra thảo luận tại lưỡng viện quốc hội. Theo Bloomberg, không quân Hoa Kỳ đang thúc đẩy kế hoạch tiến hành hai đợt thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM vào tháng tới. Việc Mỹ phóng thử hỏa tiễn không gắn đầu đạn nguyên tử sẽ khó có khả năng gây ra nhiều ồn ào trong tình huống thông thường. Tuy nhiên, những vụ thử này có thể trở thành nhạy cảm khi được tiến hành đúng vào dịp diễn ra tại thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn. Đại úy Anastasia Schmidt, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, đơn vị phụ trách ICBM và các anh tạc cơ chiến lược cho biết hiện có hai vụ phóng thử hỏa tiễn dự trù được tiến hành vào tháng 2 tới. Kế hoạch này đã được đưa ra trong vòng 3 năm qua. Đại úy Smith cũng cho hay khoảng thời gian có thể diễn ra vụ thử hiện chưa được công bố. Chuyên gia Joseph Serinsoni, người sáng lập tổ chức an ninh toàn cầu, Ploughshare nhận định các vụ thử ICBM của Mỹ sẽ gây ra phản ứng giận dữ và Bắc Hàn sẽ tận dụng cơ hội này để tuyên truyền. Trong khi đó thì chuyên gia phân tích hỏa tiễn Tom coraco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho rằng Hoa Kỳ không thể sắp xếp lại cuộc tập trận và các vụ thử hỏa tiễn thường lệ chỉ bởi vì lý do Triều Tiên hay gây gỗ. Bình Nhưỡng luôn luôn là bên gây gỗ, bên cạnh đó việc nhắc nhở các đồng minh và các đối thủ về khả năng răng đe của Mỹ lại không phải là điều tồi tệ. Ngày 13 tháng Giêng, hãng tin độc lập New Asia New Agency, tức là ANI của Mauritania, đưa tin thủ lãnh của chi nhánh IS ở Tây Phi Châu đã lên tiếng xác nhận IS đứng đằng sau vụ giết bốn binh sĩ Hoa Kỳ trong lực lượng đặc biệt và bốn binh sĩ của Niger vào tháng 10 năm 2017. Các binh sĩ này đã bị hạ sát khi họ tham gia vào một toán tuần tra và bị phục kích gần ngôi làng Tonga Tonga nằm trên biên giới giữa Mali và Niger hôm tháng 10. Có nhiều chục phiến quân trang bị súng máy và súng phóng lựu đạn tham gia vào vụ tấn công này. Vụ tấn công đẫm máu đã lôi theo dư luận rộng rãi, chú ý đến sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Niger, vốn có khoảng 800 quân nhân đang đóng quân tại quốc gia châu Phi này. Các chuyên gia quân sự sau khi điều tra đã kết luận là những tên tham gia vào cuộc tấn công nói trên là lực lượng trung thành với Adnan Abu Wali al-Sarawi, lãnh đạo của IS trong vùng Greater Sahara, vốn hoạt động dọc theo biên giới Mali, Niger và Burkina Faso. Trong tuyên bố mới nhất của tên al-Sarawi, còn cho hay nhóm do hắn chỉ huy cũng tung ra một cuộc tấn công bằng xe bom nhắm vào quân đội Pháp hôm thứ năm gần thành phố Manaka của Mali. Nhưng đại diện quân đội Pháp cho hay vụ tấn công này chỉ làm cho ba quân nhân Pháp bị thương. Ngày 14 tháng Giêng, Chelsea Manning xác nhận qua Twitter rằng cô là ứng cử viên tiểu bang Maryland cho thượng viện Mỹ. Manning đăng lên Twitter vào sáng chủ nhật. Đúng vậy, chúng tôi đang tranh cử thượng viện. Đính kèm theo video chiến dịch. Cô cũng kêu gọi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của mình. Manning, 30 tuổi, nộp đơn ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào hôm thứ Năm. Chelsea Manning từng được biết đến dưới cái tên Bradley Manning khi bị bắt giữ vào năm 2010. Cô là cựu chuyên viên phân tích tình báo cho quân đội và đã bị kết án vì đưa ra các tài liệu mật và công khai trên trang web Wikileaks. Cô Manning đã tuyên bố mình là người chuyển giới sau khi bị kết án 35 năm tù giam. Tổng thống Obama đã giảm án 28 năm cho cô trước khi rời khỏi tòa bạch ốc. Cô Manning đang tranh cử với tư cách là đảng viên của đảng Dân Chủ và sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ Ben Cardin trong nhiệm kỳ 2. Khi được phóng tích từ Fort Landwood, Kansas vào tháng 5, thì Manning đã nói với AP rằng cô mong muốn được xác định tương lai của mình nhưng không đề cập đến chính trị. Theo trang web của hội đồng bầu cử thì cô Menin vẫn chưa nộp đơn chính thức đến ủy ban bầu cử của tiểu bang. Cô phải tự mình hoàn tất hồ sơ này vào hạn chót ngày 27 tháng 2. Sáng ngày 13 tháng Giêng thì hệ thống báo động tại tiểu bang Hawaii đã phát ra báo động về vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo, gây ra sự hoảng loạn tại hòn đảo này trước khi giới chức tại đây thông báo rằng đây là vụ báo động nhầm. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Hawaii cho biết vụ báo động nhầm này xảy ra trong một phiên đổi ca trực và các thao tác kỹ thuật dẫn tới việc bấm nhầm nút. Sai sót này đã kích hoạt hệ thống điện thoại tự động trên hoàng đảo đi kèm với cảnh cáo thúc giục người dân nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Việc này đã diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Bắc Hàn căng thẳng trong nhiều tháng qua khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hỏa tiễn đạn đạo được cho là có thể mang đầu đạn nguyên tử tới bất kỳ vùng lãnh thổ nào của nước Mỹ, trong đó có quần đảo Hawaii. Người đứng đầu cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Hawaii, Vern Miyagi, đã lên tiếng xin lỗi người dân về sai sót kỹ thuật nói trên, đồng thời cam kết sẽ xem xét lại các thủ tục, thao tác kỹ thuật để việc tương tự không thể xảy ra trong tương lai. Được biết phải 40 phút sau khi xảy ra báo động nhầm, nhà chức trách mới có thông báo mới khẳng định hệ thống báo động bị nhầm và không có mối đe dọa hạt tiễn cũng như nguy hiểm nào đối với tiểu bang Hawaii. Quyết định của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg về cách Facebook hiện tin tức đã khiến Zuckerberg mất đi 3.3 tỷ Mỹ kim trong tổng giá trị tài sản cá nhân, tương đương khoảng 4.4%. Quyết định thay đổi này sẽ ưu tiên những bài đăng từ bạn bè và gia đình hơn là những bài từ các thương hiệu và các công ty trên Newsfeed. Sau khi Facebook công khai thay đổi Newsfeed hôm thứ Năm, giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần 4% trước khi thị trường mở cửa lại vào hôm thứ Sáu. Giải thích lý do thay đổi thuật toán của Newsfeed thì Mark nói, Chúng tôi xây dựng Facebook để giúp kết nối con người và đưa họ đến gần với người thân gần đây thì chúng tôi nhận được phản hồi rằng nội dung công cộng như là bài đăng từ công ty thương hiệu và phương tiện truyền thông đang lấn áp những chia sẻ cá nhân vì thế tôi sẽ thay đổi mục tiêu và tập trung cho người dùng nhìn thấy nội dung giúp cho tương tác xã hội nhiều hơn tuy nhiên một số người cho rằng sự thay đổi này có thể là vì facebook muốn chống lại cái mà công ty gọi là sự sụp đổ bối cảnh đó là hiện tượng mọi người dừng chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân của họ trên Facebook, khiến cho các công ty quảng cáo ít có dữ liệu về các khách hàng hơn, dẫn đến Facebook mất lợi nhuận từ việc quảng cáo. Wells Fargo dự trù sẽ đóng 800 chi nhánh vào năm 2020, trong nỗ lực cắt giảm chi phí và bù đắp những chi phí pháp lý đắt đỏ. Kế hoạch đóng cửa của chi nhánh được công bố vào hôm thứ Sáu, Ngân hàng này đã đóng cửa hơn 200 chi nhánh vào năm ngoái, nhưng vẫn còn hơn 5.800 chi nhánh trên toàn quốc. Hiện đang dẫn đầu về số lượng chi nhánh. Sau khi thay đổi thực hiện, thì số lượng chi nhánh của hãng này chỉ còn khoảng 5.000. Trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích Wall Street, thì nhà quản lý của Wells Fargo nêu lý do cho hay sự thay đổi này là vì số lượng người Mỹ dùng ngân hàng trực tuyến và di động càng ngày càng tăng. John Shuberry, giám đốc tài chính cho biết, chúng tôi có nhiều chi nhánh như khách hàng cần cho tới khi nào họ còn muốn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho hay thay đổi này liên quan đến việc rắc rối pháp lý mà Wells Fargo gặp phải. Chi phí kiện tụng của ngân hàng tăng gấp 3 lần, lên tới 3.3 tỷ Mỹ Kim. Chi phí pháp lý tăng cao từ khi vụ việc trương mục giả mạo bị phát giác. Các cuộc điều tra về khoản vay trước khủng hoảng và các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng. Ngân hàng này có kế hoạch cắt giảm 2 tỷ Mỹ Kim trong năm nay và 2 tỷ Mỹ Kim khác vào năm tới. Wells Fargo sẽ không tiết lộ ước tính có bao nhiêu nhân viên sẽ mất việc khi chi nhánh đóng cửa, mặc dù họ cam kết giúp đỡ nhân viên có cơ hội trong Wells Fargo cũng như trong cộng đồng. KFC Canada đã tung ra một phần ăn mới gọi là Bitcoin Bucket và bạn chỉ được mua nó khi trả tiền bằng Bitcoin. Công ty này cho biết trên trang mực thuyết rằng, thú thật là chúng tôi không biết chính xác Bitcoin là gì hay chúng hoạt động ra sao, nhưng điều đó không thể ngăn cản bạn và gà chiên ngon lành. Công ty cho biết trên trang web chính thức rằng, phần ăn này chỉ có ở Canada trong một thời gian giới hạn và gửi lời xin lỗi với phần còn lại của thế giới. Họ đã bán hết phần ăn này trong đợt ra mắt đầu tiên. Phần ăn này bao gồm 10 miếng gà, khoai tây chiên, bánh quá phơ chiên, phần ăn kèm cỡ trung, nước chấm và hai loại nước sốt. Công ty này còn nhận giao tận nhà phần ăn trị giá 20 Mỹ Kim này và chỉ nhận trả tiền bằng Bitcoin. KFC Canada đang có một khoảng thời gian vui vẻ với chương trình khuyến mãi này. Thậm chí còn hứa hẹn sẽ tặng phần ăn này miễn phí cho vua đẻ của Bitcoin, ông Satoshi nếu ông này chịu lộ diện. Đây là lần đầu tiên mà nhà hàng trên thế giới làm điều này. Đã từng có các cửa hàng nhượng quyền chấp nhận trả tiền bằng Bitcoin, nhưng đây là lần đầu tiên một công ty mẹ chấp nhận loại tiền tệ này. Trong một bài tweet riêng biệt của KFC Canada cho biết, hiện tại họ chỉ chấp nhận Bitcoin nhưng gợi ý rằng họ đang xem xét việc mở rộng chương trình khuyến mãi này trong tương lai cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới